xưa để thấy mình còn nghèo đói mà mình ổn quá, tiền bao nhiêu tiền mới hát mới ngày đầu thì dành, ví dụ mình cũng bỏ túi thì mình để dành mình lì xì cho ban nhạc, mua thuốc cho ban nhạc, coi dịch mua cà phê đái ban nhạc gì đó để mình dành mình ngoại giao. Người ta nói là phải ngoại giao biết chăm lo để anh em tương tác với nhau, mà cái thời được khổ thì cuối thập niên 80 thì ai cũng vậy, thì đó là hoàn cảnh chung. Và mình làm một cái nghệ sĩ nữa chứ đâu có được quảng cáo như bây giờ đâu, đâu được lên TV là được quảng cáo, phải đi tận nơi lợi mưa gió nắng nóng để hát cái bầu rồi nó nhiều lắm. Thì lúc đó thì bà con, chính những người bà con nghèo đem những cái gọi là những cái ổn mì lên đem khoai ra cho mình bọc lên để thật. Có bây giờ cả nhà tiếp nộp ổn sau 18 ký hồi đó là 14, 8 ký là thuộc hơn bây giờ 20 ký cùng một chiều cao thì nó ổn cỡ nào. Mà Ngọc Sơn đi đâu thành công đến đó. Hôm qua thi tại Đà Nẵng làm Thương Hương đi hát thì cả nhà xem đó, thì bọn đi đâu được đạt đại danh thương, đó là cái niềm gọi là hưng phấn, gọi là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Ngọc Sơn. Khi lên sân khấu nhìn đại gia đình đi đâu vậy, nhìn những gương mặt, ánh mắt, nụ cười rất đẹp mà nhìn mình hạnh phúc lắm. Huy ơi, hôm qua xong là 1 giờ chào mọi người, sau đó là 5 giờ sáng dậy ngủ 4 tiếng nha cả nhà, ngủ 4 tiếng. 4 tiếng sau đó 5 giờ ra, 5 giờ phải dậy dọn đồ ra thì chuyến bay 7 giờ kém 15 bay về thành phố Hồ Chí Minh để xuống đây đi theo đây, đi thẳng xuống directly xuống xuống đây luôn, từ Vũng Tàu luôn để quay. Và thứ hai là Ngọc Sơn lên, ngày xưa Ngọc Sơn gặp đạo diễn kia, nói với một đạo diễn đó là Dũng Sài Gòn. Ngọc Sơn mới nói là ủa em có đi trung chuyến hả, rồi được em về em nghỉ sao ba khỏe vậy. Thì Ngọc Sơn cái sức khỏe là từ đại gia đình. Thực sự ngày xưa Ngọc Sơn có nghe nói ra thấy làm ăn cực khổ lắm, thấy người hàng xóm người này kia, nói chung hồi nhỏ xíu năm mười mấy, năm 75, 77 thì theo cha mẹ vào Nam, người ta nói một ngày làm quần quật một ngày 8 tiếng 10 tiếng hồ quần quật như vậy, rồi nghe ông sòn đôi khi cũng nghe người ta làm mệt đó, người ta bực bội đó, nhưng Ngọc Sơn thì không. Thưa với đại gia đình, Ngọc Sơn có ngày hôm nay là làm đến 20 tiếng, rất là nhiều chuyện, nhiều ngày làm 20 tiếng, là suốt hôm nay gặp xong. Xong chương trình này bay thẳng tới Hà Nội luôn trong đêm nay luôn. Thì hát cho 11 giờ rưỡi, chương trình nghe 11 giờ rưỡi đêm tại Bắc Ninh cho Hanaka. Thì sau đó là đến tới 1-2 giờ đêm. Cả nhà thấy là hôm qua làm việc từ 4, từ 5 giờ sáng vậy, mà làm việc cho đến 1 giờ thì đúng là làm việc 20 tiếng. Ngọc Sơn rất là vui, Ngọc Sơn rất là vui vì công việc, vì được thấy đại gia đình, vì được đi hát như thế là vui lắm. Cái đời không còn gì mà sung sướng hạnh phúc mà được gặp đại gia đình, mà hát cho đại gia đình, mà trời cho Ngọc Sơn là năng lượng khủng khiếp cả nhà. Đó là một điều rất hạnh phúc, là điều Ngọc Sơn luôn cũng hạnh phúc. Và thực sự Ngọc Sơn bước lên, người ta nói bây giờ ít đi hát hơn sao, nó không phải tại vì hồi xưa hát trên đoàn thì là treo băng rôn đầy đường thấy mặt của mình, còn bây giờ hát cho các sự kiện, cho các kênh truyền hình rất là nhiều, cả nhà mở thư là thấy Ngọc Sơn mặt hăng say và hạnh phúc lắm. Khi Ngọc Sơn làm việc với truyền hình, Ngọc Sơn thấy một những cái ekip anh em xung quanh, cả nhà thấy đó, Ngọc Sơn bất quý, họ rất là tốt, họ là những người không rất là thiện, rất thiện, cái lương tâm rất là tình cảm. Và Ngọc Sơn cũng đi đâu cũng may mắn được gặp tổ phong để chia sẻ tình cảm, niềm vui yêu đời, yêu người, tung hứng qua lại với nhau, cái điều đó Ngọc Sơn hạnh phúc lắm. Và thực sự cái năng lượng của Ngọc Sơn ở nhà rất là, cũng không biết là từ đâu ra, đi qua cũng không phân tích được những chuyện đó nữa. Và Ngọc Sơn còn biết nhiều cảm xúc, tại Ngọc Sơn chỉ nói điều đó là do đại gia đình cung cấp thôi. Đại gia đình tốt, tình cảm nhập sâu thẳm, đại gia đình nhìn Ngọc Sơn bước lên sân khấu, đại gia đình nhìn Ngọc Sơn là đại gia đình hiểu hết mọi thứ, và từ hát đến nhảy, vũ đạo hoặc là sức khỏe thì nó còn vượt trội hơn cả hồi trẻ rất là nhiều. Hai điều nhớ Ngọc Sơn hay nói là duy tâm và duy vật biện chứng. Duy tâm là thờ cha kính mẹ, tin vào có ơn trên cha mẹ mình đẻ ra, cục máu rớt ra từ cha mẹ ra, thì thứ nhất là hiếu thảo, thứ nhì là tôn sư trọng đạo, trung thành. Ngọc Sơn trung thành cho đến chết những điều gì đó mà Ngọc Sơn biết là cái đạo, cái đường đi mình là đúng, mình vạch ra một con đường đi đúng, trung thành với quê hương đất nước, với anh em, với bạn bè xung quanh. Điều thứ ba là đối nhân xử thế là nhẹ nhàng, nhường nhịn, nhẫn nại đến người. Cả đời Ngọc Sơn chẳng bao giờ biết lớn tiếng một ai, trải qua bao nhiêu sự việc cũng lúc nào cũng im lặng và phấn đấu, chiến đấu, chiến thắng với mình, chính bản thân mình. Nghĩa là trong cuộc sống có nhiều cái lôi cuốn mình lắm, nhưng mà đây hỏi những Ngọc Sơn vượt quá, như là tứ độ tường là người ta ủa không có tứ độ tường sao mà ông muốn được. Nhưng không, Ngọc Sơn có niềm vui vì đại gia đình, Ngọc Sơn lên chỉ có như đó thôi, và cứ như là tu luyện từ từ để thành nó thành.
mà mẹ với mẹ nói là mẹ mới viết trên một tờ giấy, con ơi mẹ rất khỏe đây, vui không cả nhà, thấy không có gì vui bằng này. Vui không, vui không, mẹ mới đây nè, con mẹ hết bệnh rồi, kết luận u lành tính con ạ. À, u lành là mới khám xong, gần mẹ nuôi mẹ cái điều tâm chưa xếp cái gì đó đại khái là tính độ, cả nhà biết không, hồi xưa đây cho cả nhà coi bí mật luôn, và từ từ cho cẩn thận. Hồi hồi đó là đi bệnh ở bên ở America, mà sau đó một ngày chạm một người đây để em coi này, daily charge mà charge 10.158 USD nghe, estimate mỗi ngày đó chạm cái đó 6 tháng trời đó. Khi mà chữa cho mẹ thì thôi không cần cái khổ như thế này, tại vì người ta nước đất nước nào văn minh nào cũng cần có một cái gọi là bảo hiểm, mình không mua bảo hiểm thì bị sập đúng thôi cũng sao, nhưng mà mẹ khỏe là hết, dù bán cả gia tài bỏ hết mọi thứ sự nghiệp, coi như là cái gì tất cả những gì mình làm những vật chất thôi, cái sự nghiệp là sự nghiệp, nói là nói nghĩa là mà bỏ hết tất cả vật chất mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc. Mà hôm nay mẹ theo tận đây, mẹ nói mẹ hết tình yêu, và chính Ngọc Sơn đứng trực tiếp chữa cho mẹ rồi đem về Việt Nam, tưởng đâu là coi như là đem xác về thôi, thì 99.9% là qua đời, nhưng mà Ngọc Sơn cứu được, cùng kết hợp với các bác sĩ, mình là người con của mẹ, ở nhà ngày mẹ biết mẹ ăn cái gì, mẹ làm gì, mẹ ăn cái gì, phần thức ăn rất là quan trọng. Như bên đó không hiểu được người con và chị mẹ thích ăn chè quá thì thích như vậy ăn nó thêm ngọt, nhưng mà thôi Ngọc Sơn cũng gần đây sẽ chúc đại gia đình, nếu có những ai xem mình cái này, cái clip ngắn này của Ngọc Sơn sẽ cảm thấy vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc và còn có một cái niềm tin phấn đấu trong cuộc sống hơn nữa, cũng càng yêu thương cha mẹ hơn nữa, gắn bó hơn nữa, gắn kết hơn nữa, để mình chứng tỏ tình người Việt Nam mình lúc nào là những con người hàng đầu cái thế giới về nghĩa tình.